Cái quan trọng nhất là mỗi lần đi khám, bác sĩ bảo là cân nặng của em bé bình thường, em bé nó không bị suy dinh dưỡng, thế là nghe bác sĩ thôi, không nghe ngoài kia nhá. Không nghe ngoài kia nó sẽ ảnh hưởng tâm lý của mình. Có vấn đề gì với em bé thì mình cứ hỏi bác sĩ thôi nhá. Đã đi khám bác sĩ là mình sẽ chỉ hỏi bác sĩ thôi.